trên sân khấu lúc này là những chị đẹp của chúng ta, những chị đẹp đang tỏa sáng ở nơi bình minh đầy nắng. Thưa quý vị, năm 2023 cũng là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến 30 chị đẹp ở rất nhiều các lĩnh vực đã đạt được thành công và đã có rất nhiều những sự yêu thích từ khán giả xuất hiện trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Và họ đã mang đến chúng ta rất nhiều những câu chuyện đẹp, rất nhiều những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu này. Và ngày hôm nay, tại đêm chung kết trao giải, họ lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu. Chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho 25 chị đẹp. Và vì những lý do cá nhân, chúng ta đang không thể đón chào 5 chị đẹp. Họ đang vắng mặt trên sân khấu lúc này. Và chúng tôi cũng rất mong được gửi lời không những của khán giả mà của tất cả mọi người đến các chị đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã mang những câu chuyện đẹp của mình, đã mang đến sự nỗ lực, đã đạp gió rẽ sóng, vượt qua mọi chông gai để chúng ta có thể có một chương trình hay đến như vậy. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các bạn đã truyền cảm hứng đến cho tất cả những chị đẹp ở ngoài kia với một thông điệp, đó là cho dù bạn là ai, bạn như thế nào, bạn ở đâu, bạn hãy tỏa sáng bằng chính năng lượng của mình và khi đó bạn sẽ là đẹp nhất. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng mời đại diện từ nhà tài trợ Kim Cương, bà Đỗ Yến Lan, đại diện đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, và bà Winnie Wong, đại diện đến từ tổ chức thẻ quốc tế Mastercard, lên sân khấu để trao tặng những bó hoa tươi thắm đến các chị đẹp của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn bà Đỗ Yến Lan và bà Winnie Wong. Và chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng cho các chị đẹp. Tết đẹp, tối mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, đón xem trên VTV3 và YouTube Giang Oanh Show. Alala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Alala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.